Lần đầu tiên xin kính chào quý khán giả theo dõi website 01mình.com. Tôi là thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Minh Kha, hiện là giảng viên bộ môn nội tổng quát khoa y Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời cũng là bác sĩ điều trị nội trú tại khoa nội tim mạch bệnh viện Chợ Rẫy. Bên cạnh đó, tôi còn tham gia công tác khám chữa bệnh ngoại trú tại phòng khám tim mạch của bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tôi rất vui khi được chia sẻ cùng quý khán giả một cái chủ đề hết sức là phổ biến hiện nay, đó chính là điều trị tăng huyết và những điều mọi người hay lầm tưởng. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với một cái điều lầm tưởng đầu tiên mà mọi người hay gặp phải trên lâm sàng. Thứ nhất, đó là huyết áp tối đa phải 160mm thủy ngân trở lên mới bắt đầu điều trị tăng huyết áp. Điều đó đúng hay là sai? Thì chúng ta thấy rằng đó, trên thực tế lâm sàng, nhiều người dân của chúng ta đã ghi nhận phải nói là con số huyết áp thật là cao thì chúng ta mới bắt đầu điều trị. Nhưng xin nhắc lại một điều là mọi người nghĩ là con số 160mm thủy ngân trở lên mới là tăng huyết áp là hoàn toàn sai. Sai thứ nhất, về mặt mà cơ chế sinh bình học của tăng huyết áp, khi mà có con số huyết áp của bạn trừ 140/90 thì nó đã bắt đầu được chẩn đoán tăng huyết áp theo các hiệp hội trên thế giới. Và người ta cũng đã chia ra những cái giai đoạn rõ ràng. Chúng ta thấy rằng là theo các khuyến cáo từ Hội Tim Mạch Việt Nam, từ Hội Tim Mạch Châu Âu năm 2018 cũng như là Hội Tim Mạch Hoa Kỳ năm 2017, người ta định nghĩa bắt đầu giai đoạn tăng huyết áp. Giai đoạn thứ nhất là huyết áp tâm thu là 140, huyết áp tâm trương là 90mm thủy ngân. Và cụ thể những con số nhỏ hơn như vậy nữa thì người ta cũng định nghĩa là đã được gọi là tiền tăng huyết áp. Ví dụ như huyết áp chúng ta từ 120 đến 139 đối với tâm thu và 80 đến 89 đối với huyết áp tâm trương thì đã được gọi là tiền tăng huyết áp. Như vậy thì rõ ràng cái con số mà trước đây mọi người dân mình lầm tưởng 160mm thủy ngân đối với huyết áp tâm thu được gọi là tăng huyết áp thì hoàn toàn sai. Và xin nhắc lại một lần nữa, hiện nay với các khuyến cáo từ Hội Tim Mạch Quốc gia Việt Nam, từ các trường phái châu Âu cũng như là Hoa Kỳ thì người ta lấy cái mốc huyết áp là 140mm thủy ngân đối với huyết áp tâm thu và 90 đối với huyết áp tâm trương để chúng ta chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp. Và tùy theo cái ngưỡng tăng huyết áp là cao hơn nữa mà chúng ta có những cái phân độ từ độ 1, độ 2 và độ 3 tùy theo các hiệp hội khác nhau. Xin nhắc lại đây là một cái lầm tưởng hết sức sai lầm và chúng ta cũng phải cần biết được để chúng ta có một cái thái độ tiếp cận điều trị cho phù hợp. Đến với cái lầm tưởng thứ hai, đây cũng là một lầm tưởng hết sức thường gặp trên thực hành lâm sàng, đặc biệt đối với những người già. Về mặt suy luận thì tuổi càng già, động mạch càng lão hóa, thành mạch càng cứng, do đó huyết áp bệnh nhân càng cao. Và do vậy thì huyết áp cao là sinh lý ở người lớn tuổi thì xin thưa cái điều đó là hoàn toàn sai. Tại vì chúng ta biết rằng đó, cái huyết áp ở những người lớn tuổi họ có xu hướng cao hơn, nhưng nó cũng có những bằng chứng cho thấy rằng về mặt tổn thương cơ quan đích, ví dụ như họ vẫn gia tăng tỷ lệ đột quỵ, gia tăng tỷ lệ suy tim, gia tăng tỷ lệ nhồi máu cơ tim cũng như là tổn thương các cơ quan đích khác, ví dụ như bệnh hạ thận mạng vân vân. Cụ thể tôi xin trích dẫn ở đây là một cái khuyến cáo từ cái Bộ Y tế Việt Nam năm 2018 về vấn đề chẩn đoán tăng huyết áp ở người lớn tuổi. Theo cái khuyến cáo này thì đối với cái mức huyết áp mà cần đạt để chẩn đoán là tăng huyết áp tâm thu ở người lớn tuổi, cụ thể là người ta lấy mốc là lớn hoặc bằng 65 tuổi là cái mốc huyết áp lớn hoặc bằng 140mm thủy ngân. Điều đó có nghĩa là tăng huyết áp ở người già là hoàn toàn không bình thường và nó cũng cần phải điều trị để đạt được cái huyết áp mục tiêu. Cụ thể người ta lấy cái mốc huyết áp mục tiêu ở đây là từ 130 đến 140mm thủy ngân để chúng ta điều trị, chứ chúng ta không có được quan điểm sai rằng là người càng lớn tuổi, càng già thì huyết áp của họ càng tăng và đây là điều bình thường không điều trị. Thì điều đó vô tình cho bệnh nhân đối mặt với những cái biến chứng sau này của tăng huyết áp. Và một cái vấn đề tiếp theo cũng xin chia sẻ cùng quý khán giả, đó chính là thứ nhất, chúng ta thấy rằng ở một cái người khỏe mạnh bình thường thì không cần kiểm tra huyết áp. Như vậy đó là chỉ khi nào họ có triệu chứng, ví dụ họ đau đầu, họ chảy máu mũi, họ có những cái triệu chứng liên quan vấn đề về suy tim, khó thở, đau ngực mới kiểm tra huyết áp, thì cái quan điểm này đúng hay là sai? Thì thứ nhất, chúng ta thấy rằng cái vấn đề mà tăng huyết áp ở một cái người bình thường, đôi khi họ sẽ có những cái trường hợp gọi là tăng huyết áp tiềm ẩn và họ không có cái biểu hiện trên lâm sàng, thì đây chính là một cái nhóm người thực tế trên lâm sàng bác sĩ lại lo lắng hơn là so với cái nhóm bệnh nhân mà họ tăng huyết áp, họ có triệu chứng. Ví dụ như khi bạn bị tăng huyết áp, bạn có triệu chứng đau đầu, có đó là một triệu chứng khó chịu và nó cảnh báo cho người dân của chúng ta phải đi khám và điều trị để giải quyết triệu chứng đau đầu. Còn ngược lại, ở những bệnh nhân mà có tăng huyết áp nhưng nó không có biểu hiện bất kỳ một cái triệu chứng rõ ràng lên lâm sàng nào cả, và đây là một trường hợp tăng huyết áp thầm lặng. Như vậy, bệnh nhân có con số huyết áp cao, không có triệu chứng trên lâm sàng,
Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc là họ không có bằng chứng tổn thương cơ quan đích. Và những cái tổn thương liên quan tới mạch máu não, liên quan tới nguy cơ đột quỵ, liên quan tới xơ vữa động mạch thì nó vẫn đang diễn tiến âm thầm. Do đó, đối với một người khỏe mạnh thì chúng ta vẫn bắt buộc phải kiểm tra huyết áp thường quy theo các khuyến cáo để chúng ta phòng ngừa bệnh, phòng ngừa biến cố hơn là biến cố đã xảy ra, là những cái tổn thương cơ quan đích đã xảy ra và khi đó nó chỉ là biểu hiện của tổn thương cơ quan đích. Có lẽ đây là cái giai đoạn muộn và điều này ngay cả bản thân người dân cũng như chính bác sĩ cũng không hề mong muốn. Lúc nào chúng ta phải quan điểm là phòng bệnh hơn là trị bệnh, hơn là trị những cái biến chứng của cái tăng huyết áp. Chúng ta hãy điều trị ngay từ thời điểm ban đầu, ngay từ khi mà chúng ta mới phát hiện, và cách duy nhất là chúng ta tầm soát tăng huyết áp định kỳ theo cái kế hoạch chăm sóc sức khỏe theo các khuyến cáo, hơn là chúng ta đợi chúng ta có triệu chứng chúng ta mới đi kiểm tra huyết áp của mình. Và một cái điều thứ tư mà người dân của chúng ta cũng rất là hay là lo lắng và thường gặp trên thực tế lâm sàng, đó chính là gì? Là tăng huyết áp không chữa khỏi được. Và điều này thực tế là đối với những trường hợp bệnh nhân trẻ, khi mà gặp bác sĩ họ tỏ ra hết sức là lo lắng. Lo lắng ở chỗ rằng khi mà tôi mới có 20 tuổi, 30 tuổi, tôi mắc bệnh tăng huyết áp giống như là một bệnh mãn tính, một bệnh nan y, mà tôi phải giống như một ông bà già 60 tuổi, 70 tuổi, chúng ta phải uống thuốc và điều trị kéo dài. Thì rõ ràng với một cái người trẻ như vậy thì đây là một cái sự khó khăn. Khó khăn về vấn đề phải tuân thủ điều trị, khó khăn vì phải nhận thức rằng tôi là một người mắc bệnh mãn tính. Nhưng thực tế là không phải hoàn toàn như vậy. Chúng ta biết là tăng huyết áp nó chia ra làm hai loại. Một là tăng huyết áp nguyên phát, hai là tăng huyết áp thứ phát. Theo thống kê là có khoảng là từ 90 đến 95% bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát, có nghĩa là không có nguyên nhân. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có một số cái trường hợp nhất định được gọi là tăng huyết áp thứ phát, hay nói cách khác là tăng huyết áp có nguyên nhân. Ví dụ như chúng ta bị hẹp eo động mạch chủ chẳng hạn, chúng ta bị cường giáp, chúng ta bị u tuyến thượng thận, u tủy thượng thận. Thì khi mà bạn quan tâm sức khỏe, bạn gặp bác sĩ và trên lâm sàng thì bác sĩ khám sẽ có những cái chỉ điểm trên lâm sàng để gợi ý rằng là bạn có một cái nguyên nhân nào đó gây tăng huyết áp. Và tất nhiên khi mà chúng ta loại trừ cái nguyên nhân thứ phát gây tăng huyết áp đó thì bạn có thể quay cái huyết áp về bình thường và không cần phải uống thuốc kéo dài như những trường hợp được định nghĩa là tăng huyết áp vô căn. Đơn cử trường hợp ví dụ nữ trẻ đi khám vì muốn cái triệu chứng hồi hộp, nhịp tim đập nhanh, sụt cân, tiếng giáp to thì phát hiện bệnh nhân bị cường giáp. Sau đó bệnh nhân được điều trị tiếng giáp ổn định, bệnh nhân hết tình trạng cường giáp, huyết áp bệnh nhân được trở về bình thường. Do đó đây là một trong những cái tình huống lâm sàng thường gặp trên thực tế lâm sàng. Và gần đây thì bản thân tôi cũng đã gặp những cái tình huống ví dụ như là bệnh nhân bị hẹp eo động mạch chủ, phát hiện tăng huyết áp rất là dữ dội sau khi bệnh nhân được phẫu thuật để điều chỉnh vấn đề về hẹp tắc nghẽn cơ học, thì huyết áp bệnh nhân trở về bình thường, thì làm cho bệnh nhân không phải sử dụng cái thuốc áp kéo dài. Nhưng những trường hợp tăng huyết áp mà vô căn hay nói cách khác là tăng áp nguyên phát, xin nhắc lại một cái sai lầm thứ tư mà chúng ta hay gặp trên lâm sàng, mà chúng ta quan điểm rằng tăng huyết áp không chữa khỏi được, thì đây là hoàn toàn không đúng. Và điều tốt nhất là chúng ta phải đến với bác sĩ, đến để chúng ta được tầm soát chúng ta là tăng huyết áp có nguyên nhân hay là tăng huyết áp nguyên phát và không có nguyên nhân, để chúng ta có một cái thái độ điều trị tích cực. Nếu như mà bệnh nhân chúng ta có nguyên nhân thì chúng ta sẽ điều trị nguyên nhân, bên cạnh đó chúng ta kiểm soát huyết áp. Nếu như bác sĩ khẳng định mình là tăng huyết áp nguyên phát không có nguyên nhân thì chúng ta phải bắt buộc chúng ta điều trị thuốc kéo dài để đạt được huyết áp mục tiêu, để chúng ta tránh những cái tổn thương cơ quan đích sau này. Những cái yếu tố nguy cơ trên lâm sàng thì rõ ràng một người đối diện với tăng huyết áp thì khi mà chúng ta đánh giá bệnh nhân đó, những người bác sĩ giống như chúng tôi thì thường chia bệnh nhân ra làm hai cái nhóm nguy cơ, một cái nhóm nguy cơ không thay đổi được và một cái nhóm nguy cơ thay đổi được. Ví dụ như là ba mẹ bạn trong khai thác tiền căn thì có tăng huyết áp, chúng ta là nam giới hoặc là nữ mãn kinh thì rõ ràng đây là những yếu tố nguy cơ mà mình không thể nào thay đổi được. Ví dụ như bạn không thể nào bạn từ nam sang bạn nữ hoặc là bạn mãn kinh thì chúng ta không thể nào kéo dài cái tình trạng mãn kinh cho bệnh nhân, hoặc là chúng ta đã có ba mẹ chúng ta đã được chẩn đoán tăng huyết áp thì chúng ta không thể nào mà chúng ta đảo ngược lại cái yếu tố nguy cơ này được. Do đó những người bác sĩ lâm sàng thì gọi đây là yếu tố nguy cơ thay đổi được. Tuy nhiên khi đối diện với bệnh nhân tăng huyết áp thì chúng ta cũng có một cái nhóm nguy cơ rất là quan trọng, đó là nguy cơ có thể thay đổi được. Đơn cử như trường hợp là nguy cơ tăng huyết áp, ví dụ như là bạn hút thuốc lá, nguy cơ là béo phì, nguy cơ là một cái lối sống không lành mạnh, thì khi đó chúng ta điều chỉnh những yếu tố nguy cơ đó nó sẽ góp phần chúng ta kiểm soát được huyết áp. Đôi khi bệnh nhân sẽ không cần uống thuốc khi mà điều chỉnh những yếu tố nguy cơ đó. Ví dụ như bạn phải bỏ thuốc lá, bạn phải điều chỉnh cân nặng trong cái mục tiêu cho phép, và bạn phải thay đổi lối sống tích cực hơn, không phải là lối sống lười vận động, vân vân. Chúng ta phải tập thể dục theo khuyến cáo.
Và một cái sai lầm tiếp theo đó chính là những cái trường hợp chúng ta thấy rằng là trẻ em hoặc là thanh niên thì không bị tăng áp, thì đây cũng là một cái sai lầm khá phổ biến trên lâm sàng. Ví dụ như trong một cái đợt dịch Covid vừa rồi thì chúng tôi phải điều trị cho rất là nhiều cái trường hợp bệnh nhân là thanh niên. Khi mà bệnh nhân được chích ngừa Covid theo cái chương trình phòng ngừa Covid, khi mà đến khám trước khi được chủng ngừa thì những bệnh nhân này là phát hiện tăng huyết áp. Ban đầu họ nghĩ rằng là họ là những người trẻ tuổi, trẻ tuổi có thể là từ 18 tuổi, 15 tuổi, thậm chí là thấp hơn, và họ không có chấp nhận rằng mình là bị tăng huyết áp. Như vậy thì cái quan điểm này họ hoặc là phụ huynh của những bạn học sinh này họ nhận định rằng là bệnh nhân còn rất là trẻ thì không thể nào mà tăng huyết áp giống như những cái cụ già 50, 60 thậm chí là 80 tuổi được. Như vậy thì đây cũng là một cái quan niệm sai lầm. Bởi vì khi mà chúng ta biết rằng là nếu chúng ta để một cái tình trạng huyết áp cao như vậy thì lâu ngày chắc chắn nó sẽ dẫn đến tổn thương những cái cơ quan đích. Thì ở trẻ em cũng như thanh thiếu niên nó có những cái yếu tố liên quan, chúng ta chia ra làm hai loại nhóm bệnh nhân. Nhóm bệnh nhân thứ nhất như tôi đã trình bày là có cái nguyên nhân tiềm ẩn gây tăng huyết áp, với những bệnh nhân này có thể có u tỷ thượng thận, những bệnh nhân này thể có tình trạng là bất thường mạch máu bẩm sinh, ví dụ như những bệnh lý như là hẹp eo động mạch chủ hoặc là những bệnh lý liên quan tới Takayasu chẳng hạn, hoặc là những bệnh nhân này có những bệnh thận đa nang phải phát hiện thêm một cái bệnh khác gây tăng huyết áp. Tuy nhiên một cái điều mà chúng ta phải chấp nhận bây giờ đó là theo cái xu hướng của cái sự phát triển cuộc sống ngày càng nhiều thì cái sự trẻ hóa cái dân số, khi mà chúng ta gặp nhiều cái yếu tố nguy cơ khác nhau, ví dụ như người trẻ bây giờ họ có thể tiếp xúc với những cái thực phẩm có nhiều chất béo, họ có thể có tình trạng hút thuốc lá từ rất là sớm, do đó có thể gặp những cái trường hợp là tăng huyết áp ngay cả trên những cái thanh thiếu niên chỉ giai đoạn từ 18 đến 20 tuổi, họ vẫn có thể gặp những tình trạng tăng huyết áp, thậm chí là khi mà chúng ta học hành căng thẳng stress lo âu làm cho cái con số huyết áp của chúng ta trở nên tăng cao hơn. Do đó cái đối tượng trẻ em cũng như là thanh thiếu niên thì không có nghĩa là họ trẻ và họ không bị tăng huyết áp. Bắt buộc khi mà chúng ta thấy huyết áp của bệnh nhân cao hoặc là bản thân có triệu chứng hoặc là chúng ta đo ở đâu đó có con số huyết áp cao thì chúng ta phải gặp được bác sĩ về tổng quát hoặc là bác sĩ chuyên khoa tim mạch để chúng ta loại trừ nguyên nhân thứ phát cũng như là khẳng định lại cái bệnh nhân này có thật sự là có tăng huyết áp hay không, để chúng ta có cái thái độ tiếp cận chẩn đoán cũng như điều trị phù hợp, tránh những cái tổn thương cơ quan đích về sau. Đặc biệt là trong cái thời đại hiện nay thì người ta hay đề cập đến một cái hội chứng liên quan đến là hội chứng cường giao cảm, do cái vấn đề liên quan tới tiếp xúc vấn đề internet, liên quan với những vấn đề về thông tin, những vấn đề về áp lực vân vân, về mặt cuộc sống, những cái vấn đề về kẹt xe, vấn đề về đô thị hóa nhanh chóng vân vân, hoặc là áp lực học hành thi cử ngày càng tăng, thì do đó thì ở người trẻ người ta ghi nhận rằng có một cái hội chứng cường giao cảm quá mức so với bình thường. Và chính khi mà cái cường giao cảm như vậy thì làm cho nhịp tim của chúng ta tăng nhanh hơn, tần số tim của chúng ta cao hơn vân vân, thì nó sẽ tác động đến đa yếu tố, từ liên quan tới vấn đề ở não, liên quan tới vấn đề ở tim, dạ dày, thận, phân nội tiết vân vân. Thì những yếu tố này góp phần làm cho bệnh nhân tăng huyết áp. Và chúng ta thấy rằng là tăng huyết áp thì nó liên quan đến thần kinh giao cảm, chiếm hết 50% các nguyên nhân tăng huyết áp. Ví dụ như chúng ta có bệnh lý cường giáp, chúng ta có bệnh lý u thượng thận vân vân, thì những cái trường hợp này thì đều liên quan tới vấn đề về giao cảm của bệnh nhân. Và một vấn đề tiếp theo mà cũng hay gặp trên thực tế lâm sàng đó chính là vấn đề mà ngay cả bản thân tôi đối với những người thân mà cũng gặp như một cái tình huống rất là tré ngoe và đôi khi phải bỏ thời gian rất là nhiều để giải thích cho người bệnh, đó chính là gì? Khi mà bệnh nhân có một con số huyết áp rất cao, họ gặp được bác sĩ điều trị, sau một thời gian uống thuốc thì cái huyết áp họ trở về bình thường và họ nghĩ rằng là họ đã đạt được huyết áp mục tiêu thì họ sẽ không điều trị nữa. Và một tình huống thứ hai là thay vì bác sĩ chỉ định bệnh nhân sử dụng thuốc một cách định kỳ hàng ngày thì họ sẽ chờ, họ sẽ uống thuốc ngày thứ nhất, sau đó họ chờ ngày thứ hai, ngày thứ ba và ngày thứ tư, họ đo đến khi nào huyết áp của họ cao. Như tôi đã trình bày, cái con số huyết áp cao tức là 140/90 thì họ mới bắt đầu uống thuốc. Thì rõ ràng đây là một cái khái niệm, đây là một cái quan điểm sai lầm của người dân chúng ta mà chúng ta cần phải thay đổi. Khi mà bạn đã được chẩn đoán tăng huyết áp nguyên phát hoặc là chẩn đoán tăng áp được chỉ định sử dụng thuốc theo đơn của bác sĩ thì chúng ta phải sử dụng một cách phù hợp, tức là hàng ngày chúng ta phải sử dụng thuốc áp để chúng ta kiểm soát huyết áp, chứ chúng ta không có điều trị dứt điểm bệnh lý tăng huyết áp. Do đó một khi chúng ta đã được chẩn đoán của tăng huyết áp thì chúng ta phải sử dụng thuốc huyết áp một cách đều đặn, chúng ta không có được ngưng giữa chừng, chúng ta không có được khi mà điều trị ổn chúng ta tự ngưng thuốc. Tất cả những trường hợp
chúng ta ngưng thuốc, chúng ta phải đều có sự tham khảo ý kiến của bác sĩ theo dõi bệnh cho chúng ta, có thể là bác sĩ gia đình hoặc là bác sĩ chuyên khoa tim mạch. Chỉ khi nào bác sĩ có chỉ định ngưng thuốc cho bạn thì bạn mới được ngưng thuốc, còn những trường hợp còn lại thì vẫn phải tiếp tục uống thuốc huyết áp để cái huyết áp mục tiêu của chúng ta đạt theo khuyến cáo điều trị. Một sai lầm tiếp theo cũng xin chia sẻ với quý vị khán giả, đó chính là chúng ta uống thuốc ám thôi là đủ và chúng ta không cần điều chỉnh lối sống. Thì đây cũng là một cái sai lầm rất là thường gặp ở những cái đối tượng, đó chính là bệnh nhân nam ở giai đoạn trung niên, ở một cái giai đoạn người ta được gọi là đỉnh cao của sự nghiệp, tức là những cái bệnh nhân này có thường xuyên có những mối quan hệ ở xã hội, bắt buộc là họ phải sử dụng bia rượu thường xuyên. Họ đưa ra đó là cái lý do họ phải sử dụng bia rượu thường xuyên, họ phải sử dụng thuốc lá coi như là một cái công cụ trong cái giao tiếp cuộc sống. Thì họ chỉ cần, họ nói rằng họ chỉ cần uống thuốc thôi là đủ và không cần phải thay đổi lối sống. Thì đây cũng là một cái quan điểm sai lầm. Rõ ràng trong cái vấn đề điều trị bệnh tăng huyết áp nói riêng cũng như là những bệnh lý khác nói chung, chúng ta luôn luôn có hai mục. Mục thứ nhất là chúng ta điều trị không dùng thuốc, mục thứ hai là chúng ta điều trị dùng thuốc. Và điều trị không dùng thuốc chính là chúng ta điều chỉnh lối sống. Thì trong các báo cáo, các nghiên cứu cũng đã chứng minh rằng khi mà chúng ta thay đổi lối sống, chẳng hạn khi mà chúng ta giảm rượu bia, chúng ta thay đổi vấn đề ăn mặn, chúng ta giảm hút thuốc lá, giảm cân nặng, thì nó cũng chứng minh nó giảm được cái mức huyết áp cho bệnh nhân. Do đó cái quan điểm chỉ cần điều trị thuốc huyết áp không thôi và không cần điều chỉnh lối sống là sai. Cụ thể xin đưa ra một dẫn chứng. Người ta đưa ra một cái khái niệm được gọi là tăng huyết áp kháng trị. Tăng huyết áp kháng trị ở đây, các hiệp hội trên thế giới họ đưa ra rằng là bạn không đạt được cái mốc huyết áp mục tiêu của bạn theo các hướng dẫn điều trị, theo các guideline, sau khi bạn đã sử dụng ít nhất 3 loại thuốc, trong đó có một loại thuốc loại tiểu. Và một cái tiêu chí vô cùng quan trọng mà họ đưa ra kèm theo đó là gì? Đó chính là bắt buộc bạn phải thay đổi lối sống và tuân thủ điều trị. Do vậy, từ cái định nghĩa về tăng huyết áp kháng trị để thấy rằng là để mà đạt được huyết áp mục tiêu thì cái điều tiên quyết cũng như là cốt lõi là một bệnh nhân tăng huyết áp phải điều chỉnh lối sống, phải thay đổi liên quan tới vấn đề cân nặng, vấn đề tập thể dục, hút thuốc lá, vấn đề bỏ rượu bia, hạn chế rượu bia, vân vân. Thì đó là hết sức quan trọng khi mà để mà chúng ta đạt được cái huyết áp mục tiêu của chúng ta. Như đã chia sẻ, đó là 7 cái sai lầm thường gặp trên thực hành lâm sàng mà bản thân tôi cũng như những cái đồng nghiệp khác chia sẻ và thường gặp đối với những một bệnh nhân tăng huyết áp. Là hy vọng là sau khi nghe phần chia sẻ ngày hôm nay thì quý đồng nghiệp cũng như là các bệnh nhân sẽ không có mắc phải cái sai lầm như vậy, và cái mục tiêu sau cùng sẽ đạt được cái huyết áp khi mà chúng ta điều trị, cũng như là chúng ta sẽ có một cái chất lượng cuộc sống, một cái sức khỏe thật là tốt để chúng ta tiếp tục cái công việc hàng ngày. Và xin chân thành cảm ơn.